Xin kính chào quý vị, quay trở lại với bản tin FBNC Việt Nam. Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ cho biết tình hình lạm phát đến năm 2012 sẽ tiếp tục giảm. Nếu không có gì thay đổi, dự kiến lãi suất ngân hàng sẽ tiếp tục công bố giảm sau công bố CPI cả năm trong vài ngày tới đây. Thông tin này được đưa ra tại cuộc làm việc của Chính phủ và Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chiều qua ngày 18 tháng 12. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhận định tình hình kinh tế vĩ mô năm 2012 được giữ ổn định, chỉ số lạm phát được kiềm chế và đang giảm. Trên cơ sở đó sẽ tiếp tục giảm lãi suất. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ số giá tiêu dùng CPI cả nước tháng 12 ước khoảng dưới 0,5%. Tính trung bình CPI trên cả nước trong cả năm 2012 ở khoảng 7%. Như vậy, sau công bố CPI chính thức, Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố giảm lãi suất trong vài ngày tới. Thì như vậy là cả năm rồi cả nước là khoảng 7%. 7% thì mình sắp ít ngày nữa đây cũng sẽ giảm lãi suất tiếp. Trước đó, theo công bố của Tổng cục Thống kê, CPI tháng 11 năm nay chỉ còn tăng ở mức 0,47% so với tháng trước, giảm mạnh so với mức 0,85% tại tháng 10 và cách khá xa so với đỉnh điểm 2,2% hồi tháng 9 năm 2012. Trong khi đó, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tình hình các khoản vay chịu lãi suất trên 15% hiện còn hơn 19% trên tổng số dư nợ. Ngân hàng đang tiếp tục cơ cấu lại nợ. Trước đó cũng đã có nhiều chuyên gia tiên liệu lãi suất sẽ tiếp tục được giảm vào cuối năm. Hiện mặt bằng lãi suất kỳ hạn dưới 12 tháng đang quanh quẩn 8-9%. Lãi suất kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở khoảng 10-13%. Như chúng tôi đã đưa tin, đoàn công tác của Chính phủ chiều qua 18 tháng 12 đã cơ bản đồng ý với các giải pháp đề xuất của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tháo gỡ khó khăn bất động sản. Bản tin hôm nay sẽ thông tin chi tiết hơn về tình hình nợ bất động sản cũng như là tình hình về tồn kho nhà ở trên địa bàn thành phố hiện nay. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, dư nợ cho vay bất động sản trên địa bàn thành phố vào khoảng 85.000 tỷ đồng. Con số này chiếm 1/10 trong tổng dư nợ trên địa bàn thành phố. Trong tổng số các khoản vay lĩnh vực bất động sản, riêng cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản chiếm 78%, số còn lại là các khoản cho vay khác như vay mua nhà để ở, mua nhà cho công nhân thuê v.v. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nợ xấu cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản hơn 4.145 tỷ đồng, chiếm hơn 6% trong tổng dư nợ kinh doanh bất động sản. Trong khi đó, theo một báo cáo khác của Thành phố Hồ Chí Minh, hiện toàn thành phố tồn kho 14.490 căn hộ, tổng giá trị hơn 24.000 tỷ đồng. Trong đó, gần 70% số căn hộ tồn kho trên thị trường hiện nay có diện tích từ 60-90 m² và gần 1/4 số căn hộ tồn đọng có diện tích trên 90 m². Theo đánh giá của Thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc làm việc với Chính phủ, giá nhà ở đang ở mức quá cao so với thu nhập của bình quân đại đa số người dân, nhất là sau một thời gian dài, giá nhà bị đẩy lên cao vì tình trạng đầu cơ, vốn của chủ đầu tư phụ thuộc vào vốn ngân hàng với lãi suất cao và các chi phí khác khiến giá thành dự án cao. Trong khi đó, lại chưa có một cơ quan dự báo chính thống của nhà nước về nhu cầu nhà ở trên cả nước cũng như tại những thành phố lớn. Hiện thị trường bất động sản đang kỳ vọng vào lực cầu thực có trên thị trường từ nhóm đối tượng có nhu cầu nhà ở thực sự sau khi Ngân hàng Nhà nước đã cơ bản đồng ý với đề xuất của Thành phố Hồ Chí Minh về việc sẽ hỗ trợ lãi suất cho người mua căn hộ đầu tiên để ở. Theo tin từ Thông tấn xã Việt Nam, ngành kho bạc nhà nước Việt Nam cho biết sẽ tiến tới xây dựng kho bạc nhà nước điện tử đến năm 2020, đồng thời hệ thống hóa cơ sở dữ liệu trái phiếu phục vụ cho huy động vốn ngân sách hiệu quả hơn. Ngành kho bạc nhà nước cho biết năm 2013 sẽ tập trung đầu tư xây dựng các phần mềm ứng dụng, quản lý và kiểm soát chi đầu tư trên mạng diện rộng ngành tài chính, đồng thời ứng dụng quản lý tài chính nội bộ cho các đơn vị, đồng thời mở rộng phạm vi ủy nhiệm các khoản thu ngân sách nhà nước qua ngân hàng thương mại. Đồng thời, từ năm 2013 đến năm 2020, kho bạc nhà nước cũng sẽ hệ thống hóa cơ sở dữ liệu trái phiếu đầy đủ để tăng hiệu quả trong huy động vốn ngân sách và đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, cũng sẽ nâng cấp trang web trái phiếu chính phủ để đáp ứng nhu cầu thông tin của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Kính thưa quý vị, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 đã không đạt mục tiêu đề ra do tình hình kinh tế khó khăn chung, theo thông tin từ Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất thành phố HEPSA. Ông Nguyễn Tấn Định, Phó Ban Quản lý HEPSA cho biết, trong năm 2012, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt khoảng 77% kế hoạch. Cụ thể, thành phố đặt mục tiêu thu hút 500 triệu đô la, nhưng đến thời điểm này chỉ mới thu hút được 385,5 triệu đô la. Nguyên nhân chính theo ông Định là do khó khăn chung của nền kinh tế thế giới dẫn đến thu hút vào Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đều giảm. Mặt khác, đầu tư giảm còn do thành phố lựa chọn kỹ càng hơn với các dự án đảm bảo theo định hướng phát triển. Thực hiện chỉ đạo của ủy ban thành phố là phải chọn lựa những 4 cái ngành mũi nhọn, và chúng tôi 3-4 năm nay thực hiện đúng cái tinh thần là chọn cái mũi nhọn để rồi là thu hút vào các cái khu chế xuất và khu công nghiệp. Thứ nhất
là phải đúng cái định hướng thu hút đầu tư ngành nghề, không có thâm dụng lao động. Bởi vì cái hạ tầng xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh này nó quá tải rồi. Nếu mà chúng ta nhận những doanh nghiệp mà sử dụng 50.000, 30.000 lao động thì nó hạ tầng xã hội nó càng căng thẳng nữa. Cái thứ hai đó là phải công nghệ tiên tiến. Cái thứ ba nữa là không ô nhiễm môi trường. Cũng theo HEPSA, khủng hoảng kinh tế kéo dài khiến cho hoạt động của nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh rơi vào khó khăn. Cụ thể là trong năm nay có đến 79 doanh nghiệp phải giảm sản xuất, trong đó 26 doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ngoài ra cùng thời điểm này cũng có 25 dự án phải ngưng hoạt động, 11 dự án tạm ngưng hoạt động và 22 dự án phải thanh lý giải thể trước thời hạn, chỉ phần lớn vẫn là các dự án trong nước. Tuy nhiên, do đa số các dự án đều có quy mô nhỏ, mức độ ảnh hưởng đến lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất là không lớn. Nhìn chung là các doanh nghiệp còn khó khăn. Cái tỷ lệ mà doanh nghiệp có nhiều đơn hàng thì nó không nhiều lắm, mà có đủ đơn hàng nó có để đủ công ăn việc làm nuôi bộ máy thôi. Chứ còn nó đơn hàng dồi dào để rồi tăng ca là một ngày mấy tiếng đồng hồ, mà chúng tôi thì mỗi năm chúng ta tháng này hay cho thanh tra đi thanh tra kiểm tra được xử phạt cái chuyện là tăng ca quá mức, nhưng giờ lúc này thì không có tăng ca, không có phải xử phạt ai về tăng ca quá mức cả. Tức là cái khó khăn chung nó do nên là cái sản lượng cũng giảm cho nên không có tăng ca quá mức. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 15 khu chế xuất, khu công nghiệp với hơn 296.000 lao động, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2011. Thông tin từ Hiệp hội Mía đường Việt Nam VSSA, Hiệp hội này lại vừa gửi thêm một công văn lên Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho ngành đường, trong khi kiến nghị được gửi từ trước đó vẫn chưa nhận được phản hồi. Theo công văn này, VSSA kiến nghị nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho ngành đường trong nước, cũng như kiến nghị Chính phủ có chỉ thị chống buôn lậu, tiếp tay với buôn lậu đường, bổ sung đường ăn vào danh mục các mặt hàng cấm và tạm ngưng tạm nhập tái xuất, đồng thời quản lý chặt về lượng, thời điểm cho nhập xuất đối với đường thô, đường trắng tạm nhập để sản xuất đường tinh luyện xuất khẩu hoặc chế biến xuất khẩu. VSSA cũng kiến nghị Thủ tướng cho phép xuất khẩu đường thông qua đường tiểu ngạch và lối mở biên giới mà không cần giấy phép. Đại diện của VSSA cho biết, nhiều khả năng Bộ Công Thương sẽ cho phép xuất khẩu 300.000 tấn đường qua đường tiểu ngạch trong thời gian tới. Ngoài ra, công văn cũng kiến nghị xóa bỏ một số chính sách liên quan đến nhập khẩu đường, như xóa quota theo cơ chế xin cho và áp dụng cơ chế đầu thầu quota như các nước. Theo thống kê của Cục Chế biến Thương mại Nông lâm Thủy sản và Nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì tổng lượng đường của niên vụ 2012-2013 khoảng 1,7 triệu tấn, bao gồm sản xuất trong nước, đường nhập theo hạn ngạch cam kết với WTO và tồn kho trong niên vụ trước, trong khi mức tiêu thụ trong niên vụ này chỉ ở mức 1,3 triệu tấn. Tính tới thời điểm tháng 11 vừa qua, giá đường nội địa chỉ còn bằng 76% so với giá của cùng kỳ năm ngoái. Giá một miếng nguyên liệu hiện cũng không đảm bảo có lãi cho người nông dân. Theo báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2012 vừa được Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động Quốc tế công bố, Việt Nam hiện có gần 1 triệu người thất nghiệp, trong đó khoảng 47% trong số này là người có độ tuổi từ 15 đến 24. Theo báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2012, trong 9 tháng đầu năm nay, số người thất nghiệp đang chiếm tỷ lệ khoảng 2,2% và số người thiếu việc làm chiếm gần 3%, tương đương với khoảng 984.000 người đang thất nghiệp và 1,36 triệu người thiếu việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tương đương với cùng kỳ năm ngoái nhưng số thiếu việc làm đã tăng khá cao. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị khá cao nhưng người nông thôn lại có tỷ lệ thiếu việc làm cao hơn. Trong đó, nhóm lao động trẻ tuổi từ 15 đến 24 có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, chiếm đến 46,8% tổng số lao động thất nghiệp. Báo cáo cũng cho thấy tình trạng bất bình đẳng giới vẫn tồn tại trong lao động Việt Nam. Tỷ lệ phụ nữ không có việc làm chiếm 2,5%, trong khi nam giới chỉ ở mức 1,7%. Theo cơ quan điều tra, trong quý 3 vừa qua đã có thêm 1,1 triệu người có việc làm. Nhưng cùng với đó, lực lượng lao động của cả nước đã bổ sung thêm con số tương đương. Nên hiện nay, kinh tế Việt Nam không đủ việc làm cho cả lao động mới gia nhập thị trường và bộ phận lao động đang thất nghiệp cũ. Tại buổi họp về thực hiện quy hoạch nguồn nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì vào chiều ngày 18 tháng 12, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận cho biết, từ năm 2013 sẽ tạm dừng mở các ngành đào tạo đang thừa đầu ra như tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán, đồng thời kiến nghị Thủ tướng không cho phép mở các trường đại học đào tạo các ngành này. Theo kế hoạch năm 2013, để đào tạo nhân lực theo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, Bộ Giáo dục giao 1.400 chỉ tiêu cho một số cơ sở giáo dục để đào tạo cán bộ nguồn cho các tỉnh, thành ở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Còn Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho hay, qua rà soát nhu cầu nhân lực cả nước,
Bộ đã xác định được giai đoạn 2011-2015 mỗi năm cần bổ sung khoảng 1,86 triệu lao động đã qua đào tạo nghề. Giai đoạn 2016-2020 cần thêm 2,18 triệu lao động. Để cân đối được nguồn nhân lực giữa đào tạo và nhu cầu của doanh nghiệp, nhiều đề xuất cho rằng chính phủ cần chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thành lập hội đồng phát triển nhân lực có sự tham gia của các sở ngành, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo trên địa bàn. Đến đây phần 2 của bản tin xin được tạm dừng. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay trong ít phút nữa trong phần cuối của bản tin với những thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh, 8 ngân hàng và 11 doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh vàng miếng. Đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, thực trạng cần thay đổi.